có xót xa nào bằng việc thấu hiểu ước mơ của vợ, nhưng lại chẳng thể khiến điều ấy trở thành sự thật. Chị Trang rất thích làm nghề may. Dạ. Ước mơ của chị Trang là nghề may. Dạ. Chuyện nó không có à, mua. Giờ mua bằng máy may cũng mấy triệu rồi. Nỗi lo việc học của các con thì vẫn còn đó. Mong muốn có số tiền để mình sắm sửa đồ nghề, mình có tiền nuôi con, mình ăn học đâu tới nơi tới chốn nữa. Cảm động trước nghị lực và nỗi trăn trở của người đàn ông khuyết tật, các chị Thần đã ra tay giúp đỡ. Mời quý khán giả đón xem chi tiết trong chương trình Thần Tài Gõ Cửa. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:10 ngày Chủ nhật 27 tháng 2 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.